Parthenon đứng sừng sững trên thành cổ Acropolis, là ngôi đền được nhiều nhà sử học và khảo cổ học nhìn nhận là biểu tượng của nền dân chủ Athens với cái nôi của nền văn minh phương Tây. Các nhà khoa học hiện đại đã thừa nhận rằng, bất chấp việc Parthenon là tòa nhà được sao chép nhiều nhất trong lịch sử, nhưng ngay cả với công nghệ hiện đại và các kỹ thuật kiến trúc đương thời, thì cho đến nay chúng ta vẫn gần như không thể tái lập công trình này một cách hoàn toàn chính xác. Tại sao đền thờ Parthenon lại đặc biệt đến vậy? Những chi tiết và bí mật nào mà con người thời cổ đại đã giấu nhẹm đi khiến các nhà nghiên cứu phải bối rối suốt hàng thế kỷ qua? Parthenon là một trong những tòa nhà tốt nhất mọi thời đại qua đánh giá của một số lượng lớn các kiến trúc sư trên toàn cầu. Bởi vậy nó đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Phidias, nhà điêu khắc nổi tiếng nhất thời cổ đại, là người đã thiết kế công trình này. Đồng thời hai trong số các kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng lớn nhất là Ictinus và Callicratis, những người trực tiếp giám sát quá trình thi công. Đền Parthenon thường được coi là thần thánh bởi vì nó được dựng lên để thờ nữ thần Athena, vị thần bảo hộ thành Athens. Ngôi đền này được xây dựng theo đề xuất của Pericles, chính trị gia kiệt xuất nhất của Athens và cũng là người góp phần thiết lập nền dân chủ ở đây. Bộ phận huy hoàng và ấn tượng nhất của đền Parthenon hiện đã không còn tồn tại. Đó là bức tượng nữ thần Athena khổng lồ được chính Phidias thiết kế và điêu khắc bằng ngà voi cùng với vàng để hiến dâng cho vị thần này. Bí ẩn xoay quanh ngôi đền cổ đại. Rốt cuộc điều gì đã khiến Parthenon trở nên đặc biệt so với tất cả những công trình khác như vậy? Tại sao chúng ta không thể kiến thiết một tòa nhà tương tự bản gốc ngay cả khi trình độ công nghệ, máy móc và kỹ thuật kiến trúc đã phát triển rất xa so với thời đó? Có rất nhiều ẩn đố đằng sau việc xây dựng đền thờ Parthenon và chỉ một vài trong số đó hiện mới bắt đầu được làm sáng tỏ. Đền Parthenon có thể phải cần nhiều thập kỷ để khôi phục lại trong thời hiện đại. Nhưng mà cách nào đó, người dân Athens cổ đại đã hoàn thiện công trình này chỉ trong chưa tới một thập kỷ, trong giai đoạn từ năm 447 đến 438 trước Công Nguyên. Công trình biểu tượng này là một đền thờ theo kiểu kiến trúc Doric, có 8 cột ở phía mặt tiền, với 4 mặt tạo thành hình chữ nhật. Mỗi mặt đều có một hàng cột, với một vài đặc điểm của kiến trúc Ionic, bao xung quanh bởi các dãy gồm 8 cột theo chiều ngang và 17 cột theo chiều dọc. Cổng chính dẫn vào đền thờ hướng về phía đông, trong khi chiều dài phía trong là 30,8m. Tuy rằng những con số này trông có vẻ ngẫu nhiên, nhưng trên thực tế, nhiều nhà sử học tin rằng có nhiều thông số đo lường kích thước tương đối được biểu diễn dựa trên những con số này. Thông điệp từ kích thước của đền thờ. Một feet Athens được quy đổi bằng khoảng 0,30803m. hay 1/2 phi, trong đó phi bằng 1,61803. Con số chúng ta biết đến nhiều hơn bằng cái tên tỷ lệ vàng, viết tắt là F. Con số vàng F hay con số 1,618 thường được tìm thấy trong tự nhiên, trong các đặc điểm trên khuôn mặt người, số đo kích thước cơ thể, các bông hoa và các loài thực vật khác, hay trong nghệ thuật cũng như hầu hết các sinh vật sống trên trái đất như vỏ ốc, tổ ong, v.v. cũng xuất hiện con số hoàn hảo này. Nhưng quan trọng nhất là nó thường được liên hệ với cấu trúc vũ trụ và quỹ đạo chuyển động của các hành tinh trong hệ ngân hà. Ngoài ra, trong môn khoa học đòi hỏi tính thẩm mỹ, tỷ lệ vàng thường được nhìn nhận là tiêu chuẩn chính xác nhất cho sự hoàn hảo. Vậy nên tất cả những điều này có thể chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp hay sao? Đương nhiên là không đơn giản như chúng ta nghĩ. Vì bên trong đền thờ Parthenon, bạn còn có thể tìm thấy một thứ ấn tượng hơn nữa. Đó là dãy số Fibonacci, trong đó một số bất kỳ là tổng của hai số đằng trước được biểu thị như sau: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, v.v. Thậm chí còn kỳ lạ hơn khi tỷ số giữa hai số liên tiếp bất kỳ trong dãy số này có giá trị xấp xỉ với tỷ lệ vàng 1,1618. Hai số này càng lớn bao nhiêu thì giá trị tỷ số giữa chúng càng chính xác bấy nhiêu. Ngoài ra, bên trong đền thờ chúng ta cũng có thể tìm thấy con số pi 3,1416.
Nhưng điều ấn tượng hơn là chúng ta cũng bắt gặp con số E 2,72, vốn là hằng số toán học quan trọng nhất và cơ số của logarit tự nhiên. Điều khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn là cả ba con số được bao hàm trong cấu trúc đền thờ Parthenon cũng được tìm thấy trong tự nhiên và hiện diện trong tạo hóa. Không thứ gì có thể hoạt động nếu thiếu chúng. Những gì diễn ra tiếp theo đúng như bạn đang suy nghĩ. Các câu hỏi có thể rút ra từ những thực tế nêu trên là rất nhiều. Liệu những người thiết kế đền Parthenon có biết những con số này và tầm quan trọng của chúng khi xây dựng hay không? Và nếu có thì họ đã làm cách nào để bao hàm chúng trong kiến trúc tòa nhà một cách chi tiết, đến mức ngay cả với tất cả công nghệ và vốn hiểu biết ngày nay, chúng ta vẫn không thể mô phỏng được nó chính xác đến vậy. Những người Hy Lạp cổ đại, hay chính xác hơn là Ictinus, Callicratis và Phidias, làm thế nào có thể biết được tỷ lệ vàng, trong khi Midhat, Gazale và rất nhiều các học giả khác đã khẳng định rằng chỉ đến khi nhà toán học Euclid xuất hiện thì các tính chất toán học của tỷ lệ vàng mới được nghiên cứu. Họ làm sao biết được dãy số Fibonacci khi nó mới chỉ được chính thức ghi nhận vào năm 1202, gần 1.700 năm sau khi đền Parthenon được xây dựng. Và điều quan trọng hơn là làm thế nào mặt chính của đền Parthenon, cũng như rất nhiều các yếu tố cụ thể khác, có thể được bao bên trong các hình chữ nhật ngoại tiếp khi mà chưa có công nghệ máy tính để thiết lập những hình dạng như vậy vào thời điểm đó. Bên cạnh những nghi vấn liên tiếp được đặt ra, còn có rất nhiều các câu hỏi khác khi chúng ta xem xét các chi tiết cụ thể về chức năng và bí ẩn của đền thờ thần thánh. Ví dụ như, ngôi đền này đã được thắp sáng như thế nào khi không có cửa sổ? Và thậm chí còn kỳ lạ hơn khi không tìm thấy dấu vết của bồ hóng bên trong, từ đó loại trừ hoàn toàn khả năng thắp sáng bằng đuốc. Một bí ẩn khác đã được rất nhiều chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tìm kiếm câu trả lời nhưng không thành công. Đó là vào ban ngày khi có ánh sáng mặt trời, liệu những cái bóng đền thờ đổ xuống có luôn chỉ đến những địa điểm nhất định khác ở Hy Lạp hay không? Chúng chỉ chính xác đến địa điểm nào và cơ chế đằng sau là gì? Hay liệu có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào đằng sau hiện tượng này hay không? Những điều này đã được các nhà khoa học nghiên cứu trong nhiều năm, nhưng các luồng ý kiến có sự khác biệt rất lớn và không đồng nhất, từ đó ngăn cản chúng ta tiến đến một giải pháp chung. Bất chấp tất cả các bí ẩn khoa học, siêu thường và thần thoại xoay quanh nó, đền Parthenon vẫn là cái nôi của nền văn minh phương Tây, và chắc chắn là một trong những công trình có ý nghĩa quan trọng nhất của nhân loại. Cho đến tận bây giờ, chúng ta chỉ có thể học tập và hưởng lợi từ công trình mang tính biểu tượng này, vốn là các mật mã và các đặc điểm nghệ thuật chưa được mở khóa. Theo thống kê, ngôi đền Parthenon là công trình có kiến trúc được sao chép nhiều nhất trong lịch sử. Một trong số những công trình nổi tiếng được mô phỏng theo nó bao gồm Sở Giao dịch Chứng khoán New York ở Mỹ, tòa nhà Reichstag ở Berlin nước Đức, và ngay cả mặt tiền của Nhà Trắng cũng được mô phỏng theo dạng kiến trúc này. Hy vọng rằng câu trả lời cho những bí ẩn về con số cất giấu trong kiệt tác Parthenon này sẽ không cách chúng ta quá xa. Video ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Mời các bạn cùng chia sẻ thêm các thông tin thú vị ở bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.